dư công bố một quyết định quan trọng nhất cuộc đời, Park Seo-joon tiết lộ là fan bạn gái Lee Jong-suk. Sáng 30 tháng 3, họp báo phim điện ảnh Dream do IU và Park Seo-joon đóng chính đã được diễn ra, quy tụ sự tham gia của dàn cast, đại diện các cơ quan truyền thông và khán giả đang quan tâm dự án. Dream là tác phẩm về tuổi trẻ, đam mê của một cầu thủ bóng đá, Park Seo-joon đóng, và cô gái trẻ IU. Phim sẽ ra rạp từ ngày 26 tháng 4. Nữ diễn viên mặc đầm trắng phong cách cổ điển, trang điểm nhẹ nhàng khiến cô xinh xắn và trẻ trung. Tại sự kiện, bạn gái Lee Jong-suk đã đưa ra một quyết định quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp làm nghề của cô. Xuất hiện tại sự kiện, IU đốn tim người đối diện với trạng thái tích cực. Cô diện trang phục màu trắng trang nhã, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, ngũ quan hài hòa. Đặc biệt, cô và bạn diễn Park Seo-joon cũng được khen ngợi về sự đẹp đôi, tương tác ăn ý trên sân khấu sự kiện. Được biết, Dream chính thức công chiếu vào ngày 26 tháng 4 tới. Dàn diễn viên của dự án bao gồm IU và Park Seo-joon sẽ cùng nhau tham gia các hoạt động quảng bá cho phim vào đầu tháng 4 này. Tại họp báo ra mắt phim mới, IU đã có những chia sẻ đáng chú ý về nghệ danh của mình. Theo đó, cô cho biết, trong suốt phần đời còn lại, mình sẽ hoạt động dưới cả hai vai trò là ca sĩ và diễn viên. Từ trước đến nay, cô thường dùng nghệ danh IU khi ra mắt các sản phẩm âm nhạc, còn khi đi đóng phim sẽ lấy tên thật là Lee Jun. Tuy nhiên, bạn gái Lee Jong-suk lại nghĩ việc chuyển đổi qua lại giữa hai cái tên này dễ khiến truyền thông và người hâm mộ hiểu lầm, cho nên nữ diễn viên khẳng định kể từ hôm nay cô chỉ hoạt động với cái tên duy nhất là IU cho tất cả các vai trò. Chia sẻ của IU nhanh chóng trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội. Theo đó, đa phần công chúng thể hiện sự ủng hộ đối với quyết định của cô, đồng thời họ cũng đặt kỳ vọng vào tác phẩm mới do cô và Park Seo-joon đóng chính. Vào năm trước, IU từng nhận nhiều đánh giá tích cực khi đóng vai phụ trong phim Người môi giới cùng ảnh đế Song Kang-ho. Bên cạnh đó, trong buổi họp báo, Park Seo-joon, bạn diễn của IU, cũng tiết lộ: "Tôi luôn hâm mộ IU nhiều năm qua, đó là lý do tôi kỳ vọng rất nhiều và hào hứng với sự hợp tác lần này. Trước đó cả hai đã có màn giao lưu trong sự kiện quảng bá Dream." Chia sẻ về màn tương tác của cả hai trên phim, IU nói: "Tôi cảm thấy rất ấn tượng về cách mà Park Seo-joon tập trung trong quá trình quay phim. Anh ấy duy trì năng lượng tốt và không có bất cứ sự dao động nào." Ngoài Park Seo-joon, khả năng diễn xuất của IU trong Dream cũng nhận về nhiều lời khen ngợi. Trước khi bấm máy, IU đã dành nhiều thời gian nghiên cứu cách xây dựng nhân vật cũng như kịch bản của bộ phim. Đạo diễn của Dream cũng bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc đối với nữ ca sĩ diễn viên. Cô ấy đã chuẩn bị rất nhiều và có màn thể hiện xuất sắc trên phim trường. Còn về phần Park Seo-joon, anh được kỳ vọng sẽ thổi sức sống vào Honda. Nhân vật tuy có bề ngoài cay góc, tưởng xấu tính nhưng bên trong là người có trái tim nhân hậu. Anh không từ bỏ công việc huấn luyện viên ngay cả khi không chịu nổi tính cách của từng thành viên trong đội bóng. Để hóa thân thành một huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp, Park Seo-joon đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt để tăng cường cơ bắp và thay đổi vóc dáng. Đạo diễn của bộ phim dành nhiều lời khen cho nam tài tử: "Tôi cảm thấy bộ phim như đã hoàn thành ngay khi vai diễn thuộc về Park Seo-joon. Khi làm việc cùng nhau, tôi cảm thấy cậu ấy là một diễn viên rất nhạy bén và tuyệt vời." Dream là dự án mới nhất của đạo diễn Lee Byung-hyun, người từng nhào nặn nhiều tác phẩm nổi tiếng như Extreme Job, Melo is My Nature. Bộ phim dự kiến ra mắt vào năm 2022 nhưng vướng phải dịch Covid nên quá trình quay phim bị kéo dài. IU sinh năm 1993, tên thật là Lee Jun. Cô là ca sĩ diễn viên được yêu thích xứ Hàn. Cô từng trải qua thơ ấu nghèo khó, sự nghiệp thành công nhờ kiên trì nỗ lực. Đời tư của cô được đánh giá tốt vì không scandal.